Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện sổ tay công lược nam phụ của Hắc Liên Hoa của tác giả Nguyễn Đường siêu cấp điểm. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 27 Một lúc lâu sau, Giản Chi Bạch đi vòng quanh quan vũ phong, ngay cả lúc tu luyện ngày thường cũng rè đặt tránh thẩm ân. Nhưng sợ cái gì là cái đó tới, thấy thanh niên mặc y phục trắng cười hiếp mắt ngoắc hắn ta ở cách đó không xa, ra đầu giản chi bạch tê dần. Nhưng hắn ta lại không thể làm như không thấy, không thể làm gì khác hơn là căng thẳng, cứng đờ người đi tới. Đại sư Huynh, hắn ta quy quy củ củ kêu một tiếng, ngẩng đầu liếc sắc mặt nam nhân ở bên cạnh, rồi vội cúi đầu. Hắn ta là đệ tử thân truyền của phong chủ phiêu miểu phong, am hiểu luyện đan nhất, nhưng võ công không cao, ở dưới kiếm mạc liêu quang thì không tới năm mười chiêu là thua trận mà thẩm ân khiến cho mạc liêu quang cũng chịu thua, thì giản chi bạch cảm thấy mạng nhỏ của mình xong rồi. Nhất là đại sư huynh quanh năm nói năng thận trọng, khi đối mặt với các sư đệ đồng môn luôn luôn lạnh như băng, còn trong mắt chứa nụ cười giống như bây giờ. Cẩn thận suy nghĩ, trong nụ cười kia lộ ra ba phần lơ đễnh ba phần thờ ơ, bốn phần có ý ám chỉ. Trong lòng giản chi bạch lột bột một tiếng, âm thầm kêu khổ đây hoàn toàn chính là bình tĩnh trước bão táp. Thân thể gầy gò của hắn ta run lên, ánh mắt hốt hoảng ngắm trái nhìn phải, trong lúc vô tình nhìn khớp xương rõ ràng trên tay thẩm ân. Hắn ta thấy trong tay thon dài kia cầm mấy quyển sách, chữ trên bìa ngoài lộ ra qua kẽ ngón tay. Giản chi bạch nheo mắt lại, mấy chữ tà, đuổi yêu, mơ hồ mà lọt vào mắt hắn ta. Còn người hắn ta chợt co rút, cảm thấy hai mắt mình cay cay. Đại sư Huynh, huynh hãy nghe ta ngụy biện này. Trong lúc cuốn quýt, hắn ta hô to một tiếng, lại nói ra lời trong lòng mình. Chống lại ánh mắt nửa cười nhưng không cười của thanh niên mặc đồ trắng, giản chi bạch cười mỉa, trong lòng ảo não nhưng trên mặt không thể hiện. Ta nói, nghe ta giải thích, chuyện này là ta có nỗi khổ. Thẩm ân hất cằm, hai người tìm chỗ nói chuyện, ngồi ngay ngắn ở trên ghế đá, sắp xỉ mười cuốn tiểu thuyết đủ loại bìa bầy trên bàn đá. Nam nhân với tư thế nhã nhặn pha ấm trà, rót đầy hai cây chén sạch sẽ. Đẩy một chén tới trước mặt Giản Chi Bạch, một cây chén khác thì miết viên thưởng thức, không uống. Trong lòng thấp thỏm, lúc Giản Chi Bạch đang suy tính giải thích tiểu thuyết cùng với những tin tức kết đạo lữ truyền khắp tu tiên giới kia, thanh niên với vẻ mặt nhà nhã mở miệng trước, "Gần đây ta nghe nói không ít tin tức." Đầu Giản Chi Bạch vô thức cúi thấp xuống một tấc, hai tay điên cuồng vò đạo bào của mình ở dưới bàn đá xong rồi xong rồi đây là lời thoại bắt về tính sổ tiêu chuẩn không đề cập tới cuốn khác chỉ nói cuốn này ta nghe nói cuốn tiểu thuyết này được bán rất thịnh hành ở tu tiên giới đệ và liêu quang sư đệ ra sức không còn thành công đầu lại cúi thấp xuống nữa trong lòng giản chi bạch rất lạnh lẽo ngập ngừng nói đúng là có chuyện này có điều còn chưa dứt lời hắn ta chỉ thấy nam nhân ngồi đối diện rừng rưng rút ra một sấp thật dày giấy từ ống tay áo, để xuống bên cạnh hắn ta. Nhìn chồng giấy kia có chừng 40 tờ, trên mỗi tờ đều viết đầy chữ. Giản chi bạch nhìn nét chữ già dặn có lực liền nhận ra đây là chữ do thẩm ân viết. Trong con người lộ vẻ đầy nghi ngờ, hắn ta cầm chồng giấy ở trong tay, tỉ mỉ đọc. Còn chưa đọc được một nửa trang trên cùng, hắn ta kinh ngạc đến thiếu chút nữa làm rơi chén trà trong tay. Cái này, đây là, tay run run, giản chi bạch trợn to hai mắt, nỗi khiếp sợ đong đầy gương mặt tuấn tú của hắn ta, đồng thời trong lòng hắn ta cũng rất phức tạp. Hắn ta cho là công pháp hiếm có gì đó, mới có thể đáng giá để đại sư huynh tốn nhiều công sức tự tay chép như vậy. Dầu gì cũng phải là có ý nghĩa đặc biệt gì đó chứ. Nhưng mà, giản chi bạch nhìn chồng dây kín chữ với ánh mắt một lời khó nói hết, vẻ mặt mờ mịt chưa từng thấy trước đó bởi vì trồng giấy trong tay hắn ta không phải là công pháp gì đó hoặc cái gì khác mà chính là một tiểu thuyết trong những quyển sách viết về chân diễn đạo quân được bán trên thị trường hắn ta đã nhận được thành phẩm chủ quán gửi tới cho nên rất chắc chắn nội dung tiểu thuyết ở trồng giấy này không hề liên quan đến hắn ta quan trọng hơn là mẹ nó tiểu thuyết này rất máu chó mặc dù tiểu thuyết hắn ta cùng với mạc liêu quang có cái tên hơi thô bì chút nhưng được cái nội dung mới lạ tình tiết cũng hài hước thú vị. Không biết người tài ba nào đã viết tác phẩm này, Giản Chi Bạch đọc nhanh như gió xong ngay, chỉ cảm thấy máu chó và thiên lôi cùng bay. Đây là tổ hợp của mất trí nhớ, thương nặng, đoạt xác, tân hôn, mất con, làm người đọc đau lòng không thôi. Đây cũng là một nhân tài, với nhiều diễn biến cốt truyện lộn xộn như vậy mà cứ thế viết xong chỉ trong chừng 40 tờ giấy. Giản Chi Bạch âm thầm tặc lưỡi hít hà cũng không biết đại sư huynh chép lại từ đâu ra thấy mấy chục trang giấy được đọc xong đại khái thẩm ân đi về phía trước hơi nghiêng người sắc mặt mơ hồ có hơi mong đợi hỏi sao đại sư huynh hỏi hắn ta tiểu thuyết này viết như thế nào mặc dù không rõ tại sao thẩm ân phải mang tiểu thuyết máu chó như vậy tới hỏi hắn ta có điều căn cứ theo kinh nghiệm phong phú đọc không ít tiểu thuyết giản chi bạch vẫn đúng sự thật mà phê bình vừa máu chó vừa cổ hù Cốt truyện còn cứng nhắc, xây dựng nhân vật cũng không tốt. Tóm lại, không có ưu điểm gì. Ngột kép, trong miệng Giản Chi Bạch vang ra thêm một chữ, trên mặt thầm ân lại đen một phần. Sau khi nói một tràng bla bla, Giản Chi Bạch khô miệng khô lưỡi rót một chén nước cho mình, rốt cuộc nhớ ra cần hỏi ai viết ra thứ tiểu thuyết giờ tệ này. Nam nhân có sắc mặt đen xì yên lặng hồi lâu, ánh nhìn sâu kín, giọng mờ ảo, do ta viết. Ha ha ha, hóa ra là, đại sư huynh viết, nụ cười của giản chi bạch cứng nhắc, một giây kế tiếp, hắn ta bị dọa đến thiếu chút nữa thì khóc. Ai mà nghĩ ra đường này, đường đường là đại đệ tử trường phái mà không chuyên cần tu luyện, đi tốn sức lực nhiều viết tiểu thuyết đồng nhân như vậy. Là sách chữ lưu hành trên thị trường không hay sao, sao phải tự cắt chân kiếm sống. Đột nhiên nghe được bí mật chấn động này, cả người giản chi bạch hoảng hốt chưa từng nghe nói chính chủ tự quyết định kết quả, Đại sư Huynh vẫn là người thứ nhất ở tu tiên giới. Hay nói chân diễn đạo quân như sen trong bùn, chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà không có thể khinh nhờn. Không ngờ vậy mà lại ngầm làm ra chuyện này. Đầu giản chi bạch trống rỗng, cảm thấy hình tượng Đại sư Huynh không dính khói lửa trần gian trong lòng mình hoàn toàn sụp đổ. Hắn ta rắc rắc mà nâng cao đầu một chút, chống lại ánh mắt đen xì của Đại sư Huynh, nhốt nhát hỏi, không biết đại sư huynh cầm tiểu thuyết tự viết này tới tìm ta là ý gì? Vốn cũng không có gì, Thẩm Ân bưng chung trà lên nhấp một ngụm, nhẹ nhõm nói, nhàn rỗi viết chơi thôi, nghe đệ có đường tắt để bán sách, nên suy nghĩ có thể thành sách bán không? Dĩ nhiên rồi, sau khi kinh sở, Giản Chi Bạch đã bình tĩnh lại, thậm chí thở phào nhẹ nhõm vì Thẩm Ân không phải tìm hắn ta tính sổ. Không phải là ra sách thôi sao, chuyện này có gì khó khăn? nhìn quan hệ giữa hắn ta và những chủ quán kia thì chỉ là chuyện một câu nói. Vậy thì đa tạ sư đệ, nam nhân cười nhạt, không quá nhăn nhó. Quấn ở trên người ta, giản chi bạch cuộn trồng giấy kia và bỏ vào ống tay áo, thuận miệng nói, đây chính là toàn bộ bàn thảo, không thiếu gì chứ. Thẩm ân lắc đầu, không thiếu, có điều đây chỉ là nội dung tập 1, ngày sau sẽ còn viết tiếp. Ta định viết tiểu thuyết 10 đời 10 kiếp. À, trong lòng giản chi bạch sóng lớn mãnh liệt, nhưng trên mặt khôn khéo. Coi chuyện ra sách giúp đại sư huynh là chuyện lớn hàng đầu, giản chi bạch lập tức liên lạc với những cửa hàng bán sách, tìm kiếm hợp tác. Vốn dĩ tiểu tuyết máu chó vừa ngược thân vừa ngược tâm kiểu này rất thịnh hành trước đây, bây giờ đã sớm bị thị trường đào thải, chủ quán sẽ không đáp ứng đặt ở trong cửa hàng bán. Có điều ngại vì tình cảm và thể diện với tiên trường, chủ quán chỉ cắn răng đồng ý có điều số lượng sách rất ít, chỉ xếp lên kệ để bày biện. Mấy ngày đầu lên kệ, quả thật không ai hỏi han. Sau đó có người rảnh rỗi nhàm chán tiện tay cầm theo cuốn này về, lật xem trước mấy tờ cảm thấy tẻ nhạt vô vị, định ném sang một bên nhưng lại cảm thấy tiền mình tiêu, vì vậy đọc tiếp. Lật xem đến một phần ba, người đó cảm thấy khá thú vị. Chờ mình trên chiếc giường chạm khắc đọc tiếp, đọc đến hai phần ba, thì liếm miệng đọc không chớp mắt. Không tới một buổi chiều, một quyền tiểu thuyết đã được lật đến cuối, trang cuối cùng bất ngờ viết muốn biết tiếp theo như thế nào, hãy đợi tập sau. Người nọ phiền não mà gãi gãi đầu, cảm thấy trong lòng trống rỗng, làm gì cũng cạn sạch sức lực. Hắn ở lăn lộn trên giường, ngay sau đó bò dậy vội vã ra cửa. Chủ quán nhìn thấy khách buổi trưa vừa mua mấy cuốn sách trở lại, mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn cười nghênh đón, xin hỏi quý khách cần gì? tán tu mặc hắc bảo có hơi ngượng ngùng, nhìn trái phải, thấy không có ai, thấp giọng hỏi, tập tiếp theo của loạn thế phù trần, ở đâu, ta muốn mua một quyền. Ô, trên mặt chủ quán đầy nghi vấn, nếu hắn nhớ không lầm, quyền kia vốn là giản tiên trưởng của Linh Vân Môn mang tới. Đặt ở trong cửa hàng đã mấy ngày, vẫn luôn không có ai hỏi tới. Người này là người hâm mộ trung thành à? Chủ quán xin lỗi, quyền sách kia là để bán thử, trong cửa hàng vốn chỉ có mấy quyền, nào sẽ có tập tiếp theo chứ? Không bằng, ngài chọn quyền khác nhé. Trên mặt tán tu kia lộ vẻ thất vọng, cuốn áo choàng vội vã rời đi. Trong lòng là lạ, nhưng chủ quán cũng không để chuyện này ở trong lòng. Tuy nhiên, qua ba bốn ngày, mấy quyền loạn thế phù trần, hắn để trong cửa hàng đã bán sạch. Không chỉ như vậy, còn không ngừng có người tới cửa hàng hỏi quyển sách này còn hàng không và lúc nào ra tập 2. Ban đầu chỉ có ba, năm người hỏi, sau đó là một nhóm lớn vọt tới. Chủ quán thắc mắc, vội vàng xếp gần trăm cuốn lên kệ. Sau khi tung tin, không tới một ngày đã bị người ta mua sạch. Đánh hơi được cơ hội làm ăn, không ít chủ quán cũng bén nhảy bắt được một tin tức, quyền loạn thế phù trần, máu chó đang nổi. Lúc giản chi bạch gặp phải Mạc Liêu Quang ở thiện đường, Mạc Liêu Quang đang tay trái cầm một quyển sách, tay phải cầm đũa, nhanh chóng lùa miếng cơm to vào trong miệng mình mạc liêu quang vừa nhai vừa đọc sách khi đọc đến chỗ nào đó còn lấy khăn gấm ra lau nước mũi hốc mắt hồng hồng nói thật hình ảnh kia có hơi khó hình dung giản chi bạch lặng yên truyền phương hướng hắn ta không muốn ngồi ăn chung bàn với một nam nhân khóc lóc chảy nước mắt nước mũi nhưng bóng dáng của hắn ta còn chưa đi bao xa đã bị mạc liêu quang lanh mắt nhìn thấy chi bạch huynh mau tới đây có đồ cho huynh xem Giản chi bạch bị gọi lại chỉ đành phải cam chịu số phận mà đi tới. Hắn ta vừa ngồi xuống, trước mặt bị nhét một quyền tiểu thuyết. Văn phòng quen thuộc kia, mùi vị máu chó quen thuộc, hắn ta liếc mắt là cảm thấy nghẹt thở, cẩn thận hỏi, tại sao đệ có quyền sách này? Sao ta lại không có? Mạc Liêu Quang kỳ lạ nhìn hắn ta, như thể hắn ta hỏi vấn đề ngu xuẩn dương nào, có phải huynh đã lâu không đọc tiểu thuyết không? huynh không biết quyền sách này rất nổi tiếng ở tu tiên giới sao nào chỉ mình ta đọc không nói tông môn khác lấy linh vân môn chúng ta mà nói các sư đệ sư muội gần như là đều có một quyền người người khóc bù lu bù loa đều cảm động vì tình yêu tuyệt đẹp trải qua trăm ngàn khó khăn của đại sư huynh và tiểu sư muội giản chi bạch há miệng cuối cùng vẫn giữ yên lặng hắn ta bắt đầu nghi ngờ không phải sở thích của bản thân có bị lệch lạc chứ cho nên suy nghĩ của hắn ta ngược lại với mọi người. Đang nghi ngờ đời người, hắn ta lại bất ngờ nghe thấy Mạc Liêu Quang mơ ước đầy cõi lòng mà nói, thật sự rất muốn biết về thiên tài đã viết cuốn sách này. Sách của người này quá hay, đọc hai, ba lần vẫn chưa thỏa mãn, chỉ là không biết lúc nào có tập tiếp theo. Sắc mặt giản chi bạch kỳ lạ, trong lòng thở dài. Để biết thiên tài kia không phải là đại sư huynh nghiêm trang của chúng ta sao? Nhưng hắn ta không nói bí mật này cho Mạc Liêu Quang. Dù sao với tính tình cái gì cũng ông ông nói ra ngoài của Mạc Lưu Quang, thì không tới một ngày đã ẩm ý đến độ toàn tu tiên giới đều biết. Tay đặt ở trên cuốn sách đã được lật dở, giản chi bạch nghĩ cũng nên nói với Đại sư Huynh về chuyện gia tập tiếp theo. Lúc tiểu thuyết đồng nhân của chân diễn đạo quân và tiểu sư muội của chàng thịnh hành ở tu tiên giới, người ta đang say sưa bàn tán về nó. Cuộc thi đấu tiên môn 5 năm một lần cũng sắp đến. Chương 28. Đại hội tiên môn 5 năm cử hành một lần, thường là do Ngũ đại tông môn thay phiên nhau lo liệu, năm nay đến lượt của Thiên Huyền tông. Các tông môn lớn nhỏ đều sẽ do trưởng lão dẫn theo đệ tử đến tham dự, cho dù không lên đài tỉ thí, ở một bên quan sát cũng tốt. Linh Vân môn thân là một trong Ngũ đại tông môn, đương nhiên sẽ dẫn theo đệ tử dưới trướng đến tham gia. Lần này do thủy kính chân nhân của phiêu miểu phong dẫn đổi, rất theo mười mấy vị đệ tử mới nhập môn, cộng thêm thẩm ân cùng Nguyễn Nguyễn, nhóm người tổng cộng 19 người. Đại hội tiên môn lần trước mạc liêu quang và giàn chi bạch đã từng đến rồi, cảm thấy không có gì đặc sắc, lần này từ sớm đã kiếm cớ để tránh đi. Thẩm ân vốn dĩ cũng không muốn đi, nhưng không biết thế nào mà Nguyễn Nguyễn lại chưa từng đi, mong ngóng muốn đi xem náo nhiệt, chàng chỉ đành đi cùng. Đoàn người đạp lên phi kiếm xuất phát từ Linh Vân Sơn, ước chừng khoảng nửa ngày là đến Thiên Huyền Tông. Miệng núi có đệ tử mặc đạo bào chuyên môn đón tiếp, dẫn khách đến phòng đã được chuẩn bị từ trước để nghỉ ngơi. Bởi vì đại hội tiên môn thường sẽ cử hành trong nửa tháng, có ba đạo quy trình. Đầu tiên là luận đạo, cũng chính là giao lưu tâm đắc. Có thể nói về hiểu biết và theo đuổi của bản thân mình về đạo, cũng có thể lắng nghe cách nhìn của người khác có một số ít đệ tử giác ngộ cao có thể nhờ giam ba câu chỉ điểm của người khác mà giác ngộ được tiến tới tăng cấp ngay tại đó rất nhiều đệ tử của các tiểu môn tiểu phái không tham gia phân đoạn tỷ thí chỉ nhắm vào luận đạo mà đến cho dù cơ duyên được giác ngộ có thể gặp mà không thể cầu bọn họ vẫn đồng ý từ một lần quy trình đạo thứ hai chính là lên đài tỷ thí đây là sân nhà của ngũ đại tông môn cũng là nơi tranh tài đầy thuốc súng của đệ tử môn hạ cho dù đều là ngũ đại tông môn, thực ra giữa bọn họ cũng là không ai phục ai. Quỳ nhất tông vẫn luôn nói khoác rằng trường phái đại đệ tử ninh rào thiên tư chắc Việt. Thật bất ngờ khi Linh Vân Môn đưa ra thẩm ân ở các phương diện gần như đều hơn một bậc. Hai tông môn này cứ như là so bì với nhau trong sự tán thành, mấy năm nay vẫn ở tư thế đối trọi gay gắt. Có điều nghe nói trước khi xảy ra chuyện Bắc Hải cảnh đó, hai tông môn này dường như có ý muốn hỏa hoãn. Ninh tiên tử của Quy Nhất Tông còn cùng chân diễn đạo quân của Linh Vân Môn ra ngoài ngao du, cứ như có ý hướng liên hợp mạnh mẽ. Sau này chuyện Bắc Hải Cảnh vừa xảy ra, đệ tử thân truyền lục xuyên của Quy Nhất Tông bị phế linh căn, quan hệ của hai đại tông môn xấu đi rất nhiều, thậm chí còn cứng mắc hơn so với trước đây. Hơn nữa bây giờ đều đang lan truyền rằng chân diễn đạo quân đã có người trong lòng, muốn kết thành đạo lữ với tiểu sư muội của mình. Vậy Ninh Tiên Tử thì sao? Có một tin tức ngầm đồn đại rằng Ninh Tiên Tử và Chân Diễn Đạo Quân quen biết từ nhỏ, nàng còn từng xả thân cứu chàng một mạng, mà Chân Diễn Đạo Quân cũng cảm thấy biết ơn, hai người dần nảy sinh tình cảm. Hai cái tin đồn này rốt cuộc cái nào là thật, ngoại trừ đệ tử hiểu được tình huống liên quan của hai đại tông môn, người ngoài căn bản không thể nào biết được. Cái mối quan hệ ba chiều cắt không đứt Lý còn loạn này cũng là một trong những điểm bận tâm của rất nhiều đệ tử tông môn đến tham gia thi đấu. Không vì cái gì khác, đơn thuần chỉ là muốn xem vui. Không biết Ninh Tiên Tử và chân Diễn Đạo Quân có lên đài tỉ thỉ hay không? Nếu như hai người đối đầu, vậy thì có kịch hay để xem rồi. Âm thầm đặt bảng hiệu ăn dưa chờ đợi. Bất trí bất giác đã trở thành tiêu điểm, Nguyễn Nguyễn thì không có cảm giác gì. Tích cách của nàng thích náo nhiệt, lại chưa từng thấy đại hội tiên môn, cho nên nhìn cái gì cũng đều cảm thấy mới mẻ. Sau linh vân môn thì có không ít tông môn lần lượt đến, đệ tử môn hạ ai nấy cũng phân chấn tinh thần. Nguyễn Nguyễn quen biết không nhiều, liếc mắt một cái liền nhìn thấy mạnh tịch người đã từng đồng hành. Hắn lặng yên không một tiếng động đứng ở cuối đội ngũ, biến mất giữa một đám người mặc đạo bào màu trắng. Cách lần từ biệt lần trước cũng được mấy tháng rồi, khó khăn lắm mới gặp mặt. Nguyễn Nguyễn rất vui mừng. Nàng vốn định bước lên nói vài câu, nhưng chạm phải ánh mắt của người dẫn đầu là Ninh Giảo, nàng do dự chốc lát, cuối cùng vẫn không bước lên. Linh Vân Môn và Quy Nhất Tông này sinh hiểm khích, mà nàng còn là người đích thân phế đi linh căn của Lục Xuyên, chắc chắn trên dưới Quy Nhất Tông không xem nàng là thù địch, nhưng trong lòng cũng sẽ rất mâu thuẫn. Nếu nàng tùy tiện đi tìm mạnh tịch, không nói mạnh tịch có hán hận nàng hay không, người của Quy Nhất Tông cũng sẽ có ý kiến với hắn. Nàng không muốn gây thêm phiền phức cho mạnh tịch, nhìn một lúc liền xoay người trở về nơi ở mà Thiên Huyền Tông sắp xếp cho đệ tử của Linh Vân Môn bọn họ. Là một cái sân khá lớn, có 8 cái phòng trống để 8 người ở. Nguyễn Nguyễn chọn cái phòng ở gần góc tường, muốn thanh tịnh một chút. Mà ở sát vách của nàng là phòng của Thẩm Ân, 6 phòng còn lại cũng là đệ tử của Linh Vân Môn trưởng lão dẫn đội của các tông môn đều có một cái sân nhỏ độc lập của riêng mình, cho nên thủy kính chân nhân không ở cùng một chỗ với bọn họ. Điều này cũng tiện cho các đệ tử hành xử, dù sao ra ra vào vào đều phải đối mặt với một vị trưởng lão có tu vi cao thâm vẫn có cảm giác rất một ngạt. Nhất là thủy kính trưởng lão còn kỳ kỳ quái quái, khi tĩnh thì yên lặng như thiếu nữ khuê các, khi động thì nhanh như thỏ trốn chạy. So với những trưởng lão chững chạc đàng hoàng thì không phải người bình thường. Đệ tử trên phiêu miểu phong đã quen với dáng vẻ không đứng đắn của sư tôn mình, nhưng đệ tử khác thì thường cảm thấy có chút kỳ quặc. Nguyễn Nguyễn lại khá thích thủy kính chân nhân, khác với tính khí lạnh lùng của sư tôn vô vọng, thủy kính chân nhân chính là một tiểu lão đầu tùy hứng. Lúc hào phóng thì cho dù có làm phòng đan dược của ông ấy nổ, ông ấy cũng sẽ không của trách một câu. Nếu như trở nên nhỏ mọn, bắt một con linh kê thả nuôi sau núi, ông ấy cũng sẽ cầm theo phất trần, chân cưỡi mây đuổi theo sau. Trùng hợp là, những chuyện này Nguyễn Nguyễn đã từng làm qua. Đến bây giờ nàng còn nhớ rằng tiểu lão đầu này vì một con linh kê mà đuổi theo nàng khắp Linh Vân Sơn. Nghĩ đến những chuyện hoang đường mình đã từng làm, Nguyễn Nguyễn chỉ cảm thấy buồn cười. Rõ ràng cũng chỉ là chuyện của khoảng một năm trước, nàng cứ cảm thấy như đã trôi qua rất lâu. Cảm thán một tiếng rằng thời gian trôi nhanh, nàng nằm trên giường, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Một đêm không mộng, ngày thứ hai bắt đầu tông môn luận đảo, Nguyễn Nguyễn không có hứng thú lắm, ở trong gian phòng nhỏ không bước ra. Thủy kính chân nhân biết nàng từ trước đến giờ lười nhác, cũng không miễn cưỡng. Thẩm ân thì không may mắn như vậy, chàng là trường phái đại sư huynh, cũng là người có tu vi cao nhất trong số các đệ tử đồng hành. Những phân đoạn khác có thể không lên, nếu như phân đoạn luận đạo còn không đến, khó tránh khỏi có chút thất lễ. Huống hồ đệ tử của tông môn khác tràn đầy phấn khởi, đều rất ngóng trông được cùng chân diễn đạo quân giao lưu đạo Pháp. Thế là, thẩm ân vì thủy kính trưởng lão đích thân đến tìm đã bất đắc dĩ đi theo. Cây sân lớn trống trải, một mình Nguyễn Nguyễn ở có hơi vắng vẻ. Nàng lăn lộn trên giường vài vòng, thấy gần nửa ngày vẫn chưa có ai trở về, dự định ra ngoài đi tìm chút gì đó ăn. Đường bên trong của thiên huyền tông ngoằn ngoèo, cơ quan trận pháp rất nhiều. Đường đến nhà ăn chưa bao lâu, Nguyễn Nguyễn đã có chút không mò ra được phương hướng rồi. Cũng may nàng nhìn thấy cách đó không xa có người đang đứng, mặc đạo bào thống nhất, chắc là đệ tử tông môn không đi tham gia luận đạo. Thế là nhanh chóng bước lên trước hỏi đường, vị đạo hữu này, xin hỏi nhà ăn đi như thế nào vậy? chỉ thấy bóng lưng đứng bên hồ đó hơi khựng lại, hồi lâu không quay đầu, cũng không lên tiếng. Trong lòng Nguyễn Nguyễn buồn bực, sau khi hỏi đến lần thứ hai vẫn không nhận được câu trả lời, cũng không chấp nhất, xoay người rời đi. Nàng nghĩ người đó có lẽ không muốn bị người khác quấy dây. Nguyễn Tiên Tử xin dừng bước, vừa quay người đi được vài bước, một giọng nói truyền từ phía sau đến bên tai, nghe có hơi quen thuộc. Nguyễn Nguyễn quay đầu, đập vào mắt lại là khuôn mặt có hơi gầy gò của mạnh tịch. Ngươi, nàng còn chưa kịp vui mừng, tầm mắt rơi vào tay áo bảo trống rỗng của thiếu niên đối diện, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng, giọng nói bỗng nhiên khản đi, tay phải của ngươi sao lại. Sao lại mất rồi? Nửa câu sau nàng không nhẫn tâm nói ra, kiếm tu có tu luyện đến nhân kiếm hợp nhất thế nào, nếu tay phải cầm kiếm mất rồi, sao có thể chịu hồi ra kiếm pháp rồi phát triển trên con đường kiếm đạo được? Mặc dù giao tình không sâu đậm, Nguyễn Nguyễn vẫn cảm thấy một tia buồn bã, cũng cảm thấy tiếc nuối vì thiếu niên lớn hơn mình mấy tuổi này. Nhận ra được ánh mắt kinh ngạc lại có hơi thương tiếc của thiếu nữ, Mạnh Tịch cười khổ một tiếng, trong lòng phiền muộn, tuy nhiên không muốn đem nỗi buồn bị đè nén này đến cho thiếu nữ xinh đẹp này, chỉ đơn giản nói một câu, trong lúc rèn luyện không cẩn thận làm bị thương. Lần đó tình huống hung hiểm có thể nhặt về được cái mạng đã tốt lắm rồi. Câu này quả thực là lời trong lòng của hắn, lúc ở nghiệp thành bị con dối cắn xé, hắn thật sự tưởng rằng mình chết chắc rồi, không nghĩ rằng còn có thể sống quay về quy nhất tông. Lúc hắn tỉnh lại, nhìn thấy cánh tay phải của mình đã không còn, chỉ quấn một lớp vài giày ở phần đầu bị gãy, hắn cũng không thể chấp nhận, thậm chí cực đoan đến muốn kết thúc tính mạng của mình. Hắn là tiểu đệ tử của trưởng môn, ở tu tiên đạo cũng có thứ để theo đuổi và thói kiêu ngạo của riêng mình hắn là kiếm tu nếu không còn cánh tay phải thì cũng không còn cách nào cầm kiếm điều này so với chết đi thì có gì khác nhau không thể chịu đựng được ánh mắt khác thường của người khác thậm chí là châm biếm mạnh tịch nhiều lần sụp đổ trong khoảng thời gian khó khăn đó người đả kích lớn nhất đối với hắn làm trong lòng hắn nguội lạnh là sư tôn vật thông của chính mình sư tỷ ninh rào vào thời khắc nguy cấp đẩy hắn ra ngăn chặn con dối, hại hắn mất đi một cánh tay, mối thâm thù đại hận này sao mạnh tịch có thể quên được. Lúc hắn tỉnh lại, hắn liền muốn cầu kiến sư tôn, đem ngọn nguồn sự việc kể lại, chỉ muốn đòi công đạo. Thế mà, công đạo hắn muốn mãi mãi cũng không thể đòi được. Sư tôn mà thường ngày bày ra một dáng vẻ công bằng chính trực đó của hắn chỉ đứng trên đại điện nhìn hắn từ trên cao nhìn xuống, hời hợt bỏ qua chuyện ninh giản hại đồng môn, nhắc nhở hắn sư tỷ đệ đồng mạch phải hòa thuận với nhau, đừng có truyền ra ngoài làm trò cười cho quy nhất tông. Huống hồ ninh rào là đệ tử có thiên phú nhất của quy nhất tông, thân là trưởng môn hiểu được việc lấy hay bỏ dở vì sự phát triển sau này của môn phái, vứt bỏ tên đệ tử đã vô dụng đó, hình như cũng hợp tình hợp lý. Nghe mấy lời này mạnh tịch vẫn có chút không hiểu. Sư tôn muốn chôn chặt chuyện này của hắn vào trong bụng, không muốn đề cập với ai. Dù sao nếu chuyện đồng môn tương tàn bị truyền ra ngoài, người chịu ảnh hưởng không chỉ là ninh giàu, quy nhất tông cũng sẽ theo đó à mất mặt, không thể ngóc đầu lên ở tu tiên giới được. Như vậy đối lập với việc hắn có thể nhận được lợi, thế là giữ lại thân phận đệ tử thân truyền của trưởng môn, tiếp tục ở lại quy nhất tông, tất cả đãi ngộ vẫn như cũ. Sư tôn cảm thấy đấy chính là sự an bài tốt nhất rồi. Đệ tử không thể tu luyện thì không có tư cách chiếm dụng thân phận và tài nguyên của đệ tử thân truyền. Hắn là một trường hợp đặc biệt. Vì thế hắn nên mang ơn đội nghĩa, mặc cho người ta định đoạt. Đổi người khác đối mặt với cục diện này có lẽ sẽ cắn răng cam chịu. Dù sao ngoài quy nhất tông ra, cũng không có môn phái nào sẽ thu nhận một phế nhân. Nhưng hắn là mạnh tịch, đè đầu muốn hắn nhận, hắn sao có thể cam tâm được. Hắn cũng từng thử sẽ đem việc này âm thầm tiết lộ cho tông chủ khác, thế mà không có ai chịu tin hắn. Thậm chí có người còn vô cùng thất vọng đối với hắn, khiển trách hắn đạo tâm xấu đi. Hình tượng bên ngoài của Ninh Giào vẫn luôn là cao thượng, thuần hậu, đối xử với sư đệ sư muội môn hạ cũng chăm sóc nhiều hơn. Đột nhiên xuất hiện một người nói nàng ta tàn hại đồng môn, quả thực khó có thể khiến người ta tin huống hổ hắn còn là sư đệ ruột, nhưng Tu Vi vẫn luôn bị ngươi sư tỷ là ninh rào đè ép một bậc, sinh lòng ganh tị mà bội nhỏ nàng ta, cách nói này càng dễ khiến người ta chấp nhận. Dần dần, nhuệ khí của hắn bị mài mòn, hắn ý thức được bản thân mình đấu không lại ninh rào. Nhưng cũng không muốn ở lại tông môn một cách dối trá như vậy, hắn nảy sinh ý muốn rời đi, đúng lúc gần đến đại hội tiên môn, hắn vẫn muốn gặp lại Nguyễn Nguyễn một lần nên mới đi theo đến đây thiêu nữ mới quen hăng hái như mặt trời nhỏ này mấy tháng không gặp ngũ quan đã nảy nở thêm một chút dung mạo càng thêm xinh đẹp động lòng người mà hắn lại không còn là tiểu sư đệ tràn đầy ngạo khí của quy nhất tông nữa gặp lại cố nhân đột nhiên trở nên nhút nhát may mà trong ánh mắt thiêu nữ nhìn về phía hắn ngoài sự kinh ngạc thì không còn gì khác điều này làm cho mạnh tịch thờ phào nhẹ nhõm có thể đủ để bình tĩnh lại nói mấy câu. Qua một khoảng thời gian, tay trái cũng có thể luyện được linh hoạt như tay phải, không cần quá chấp nhất chuyện đã qua. Thấy Mạnh Tịch không có nói rõ dự định, Nguyễn Nguyễn cũng không tiện truy hỏi, đành phải khô khan cố gắng an ủi một lúc. Nghe vậy Mạnh Tịch cười cười, hai người nhất thời không nói gì, xung quanh trở nên yên tĩnh. Nguyễn Tiên Tử lúc nãy hỏi ta đường đến nhà ăn, lúc đó ta đang thất thần vì vậy chưa trả lời kịp thời. Mạnh tịch nhẹ nhàng giải thích, giơ tay trái ra chỉ vào một con đường ngoằn ngoèo, cười nói, dọc theo con đường này cứ đi về phía trước, khoảng 10 phút thì có thể nhìn thấy bảng hiệu của nhà ăn. Lần này nhất định sẽ không mất phương hướng nữa, Nguyễn Tiên Tử cứ yên tâm đi thẳng. Cảm kích nói cảm tả, Nguyễn Nguyễn vừa mới đi về phía trước, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, lại quay trở lại hỏi, ngươi không đến nhà ăn ăn cơm sao? tiền tử cứ đi trước đi, ta sẽ đến đó sau. Mạnh tịch đứng yên tại chỗ gật đầu với nàng, bước chân cũng không di chuyển. Thế là Nguyễn Nguyễn liền bước đi, nàng không quay đầu lại, bởi vậy không nhìn thấy thiếu niên mất một cánh tay đang mê mẩn nhìn bóng lưng dần đi xa của nàng, trong mắt hiện rõ vẻ không nữa. Một mình ăn xong bữa trưa, vui vẻ trở lại sân nhỏ, nằm lì ở trên giường lại đợi màn đêm dần buông xuống cửa gỗ của Nguyễn Nguyễn phát ra tiếng vang dẹt dẹt, Nguyễn Nguyễn ngồi dậy từ trên giường, hưng phấn xông lên vọt ra khỏi phòng. Đại sư Huynh, nàng vui vẻ gọi một tiếng, vắt chân lên cổ chạy đến trước mặt người nam nhân, đôi mắt sáng lấp lánh. Thẩm ân cong môi, lấy con gà đang bốc hơi được bọc lại bằng lá sen trên tay, đặt lên trên mặt bàn đá trong sân, thủy kính sư thúc dắt đệ tử đến nhà ăn rồi. Ta nhân lúc rảnh xuống núi một chuyến nghe nói món gà lá sen rất đặc sắc, liền mua về cho muội ăn thử. Chỉ nghe người ta nói, nước bọt của Nguyễn Nguyễn đã sắp không nhịn được mà chảy ra rồi. Đầu ngón tay xé tầng lá sen bên ngoài ra, một mùi thịt gà thơm ngon bay đến, sen lẫn hương thơm ngát của lá sen, ngửi vào thơm ngon mà không ngấy. Thịt trong miệng cũng tươi mới ngon ngọt, không hề bị khô. Ngon quá đi, Nguyễn Nguyễn nheo mắt, ăn liên tiếp mấy miếng, lấy một cái đùi gà trong đó đưa đến trước mặt thẩm ân, đại sư huynh cũng ăn. Thẩm ân lắc đầu, từ chối, Nguyễn Nguyễn chỉ có thể lấy đùi gà về, tự mình vùi đầu xuống ăn. Đống xương gà bên cạnh càng chất càng nhiều, một con gà không nhỏ chẳng bao lâu đã biến mất sạch sẽ. Liếm liếm ngón tay, Nguyễn Nguyễn cảm giác được hình như mình ăn no rồi. Đón lấy ánh mắt giò xét của nam nhân ngồi phía đối diện, nàng hiếm thấy bắt đầu ngại ngùng, đói bụng rồi vì thế ăn nhiều một chút. Cái này chắc không phải chỉ là một chút đâu, thẩm ân trầm mặc chốc lát, thu dọn đống xương gà đã được gặm sạch sẽ trên bàn, lúc này mới rủ vạt áo ngồi xuống, nhìn chằm chằm thiếu nữ bằng vẻ nghiêm túc trước nay chưa từng có, khi nào chúng ta tổ chức nghi thức tế thiên, chính thức kết làm đạo lữ. Khủ khủ khủ, Nguyễn Nguyễn bị sặc nước trà, vội vàng đặt chén xuống, nhìn người nam nhân với nét mặt điềm nhiên mà khó lòng tin nổi. Nàng run giọng hỏi, "Ta có nghe nhầm không vậy?" "Muội không nghe nhầm, ta đang hỏi muội khi nào đồng ý kết làm đạo lữ với ta." Thẩm Ân mặt không đổi sắc, đôi mắt đen lay láy không nhìn ra cảm xúc. Nguyễn Nguyễn bị câu nói này hù dọa, run rẩy rót thêm cho mình một chén trà. Đợi khi bản thân đã bình tĩnh trở lại, nét mặt nàng có phần bối rối, có vẻ chuyện này hơi đột ngột nhỉ. "Muội không muốn." Người nam nhân cau mày, mắt tối sầm chàng nhìn thiếu nữ như thể muốn xé nàng ra rồi ăn vào bụng. Cũng không phải, Nguyễn Nguyễn không phải là người ương bướng, nàng biết mình thích thầm ân, cũng bằng lòng ở cạnh bên chàng. Nhưng chuyện kết đạo lữ nói ra đột ngột quá nên nhất thời suy nghĩ của nàng không theo kịp. Quan trọng hơn là dường như thầm ân chưa từng nói thích nàng, cũng chưa từng nói những lời thân mật từ tận đáy lòng. Nếu nàng cứ vậy mà đồng ý thì há chẳng phải rất thiệt thòi hay sao? vậy thì ý muội sao chân mày đang nhíu chặt của người nam nhân giãn ra cơ thể căng cứng cũng thả lỏng nhưng gương mặt anh tuấn vẫn nguyên biểu cảm không hiểu mặt nàng ửng đỏ giọng bé xíu có phải huynh thích ta không nói xong còn chưa nghe chàng đáp lại mà bản thân nàng đã tự thấy xấu hổ vô cùng đôi bàn tay trăng nõn che đi gương mặt nhỏ nhắn nàng hé mắt nhìn biểu cảm của người nam nhân qua cái ngón tay nhưng thẩm ân lại chẳng có phản ứng gì đặc biệt đến cả mặt cũng không đỏ lên chút nào khiến nàng rất thất vọng chàng chỉ hạ mắt ngẫm nghĩ hồi lâu sau đó bế nàng lên giọng nói trầm ấm ẩn giấu nụ cười khó nhận ra ta cho là hành động có thành ý hơn lời nói rồi liếc nhìn sang phòng của thiếu nữ ám chỉ tiểu sư muội nghĩ sao ngụp kép dứt lời chàng định bước về phía gian phòng song đúng lúc này các đệ tử khác của Linh Vân Môn đã ăn xong cơm và quay lại. Cửa vừa mở, cả sáu cặp mắt đã lập tức trợn tròn. Tất cả đệ tử đều nhìn thầm Ân và Nguyễn Nguyễn với ánh mắt đầy giò xét. Sau đó, ai nấy đều trưng ra biểu cảm đã hiểu. Ui, ta phải về phòng thiền bây giờ đây, phải nghỉ ngơi dưỡng sức cho ngày mai mới được. Vạt áo đạo bào vừa lướt qua người đã không thấy đâu nữa. Phải rồi, ta cũng phải về luyện công. Trong phút chốc, sáu người ở cửa đã chạy mất dạng, trước lúc đi còn rất cẩn thận đóng cửa chính của sân đóng lại, rồi vội vàng khép kết giới cho phòng của mình. Vậy là dù đại sư Huynh và tiểu sư muội có chơi đùa đến sập cả giường thì bọn họ cũng sẽ không nghe được bất cứ âm thanh nào. Nguyễn Nguyễn bị người ta trông thấy trong tình cảnh như vậy, bối rối cực độ. Nàng vùng vằng thoát khỏi ngực thẩm ân rồi đạp một cước vào đùi người nam nhân đang trơ mặt ra. Lúc này, nàng mới vội chạy về phòng của mình, đóng sầm cửa lại từ bên trong. Vạt áo trắng tinh của thẩm ân bị đạp vào còn để lại dấu chân mờ, chàng nhìn chằm chằm dấu chân ấy một lúc lâu, ánh mắt dịu dàng như thể đang chiêm ngưỡng một đóa hoa xinh đẹp. Chàng một mình đứng trong sân rất lâu sau đó mới giơ tay dùng phép làm sạch cho bản thân và thong thả đi vào phòng. Nguyễn Nguyễn không tham gia vào luận đạo mấy ngày trước, cũng không muốn ra sân trong cuộc tỉ thí sau đó, nên chỉ ở dưới đài xem đệ tử tông môn khác thể hiện. Tỷ thí diễn ra theo các hình thức khác nhau, ví như đan tu thì so luyện đan, kiếm tu thì so kiếm pháp, đều là lên đài so tài với người khác bằng thế mạnh của mình. Trong mười mấy đệ tử Linh Vân môn đến đây, trừ Thẩm Ân và Nguyễn Nguyễn là kiếm tu ra, còn lại đều là đan tu, dược tu hoặc âm tu. Kết quả là, trong vòng thi kiếm tu, Linh Vân môn không có đệ tử xuất chiến trong rất nhiều đệ tử tông môn lên đài so kiếm, ninh rào của quy nhất tông đã độc chiếm môi đầu. Với thanh trường kiếm trên tay, nàng ta đứng trên đài nhìn xuống mọi người, còn vị đạo hữu nào muốn lên đây đấu một trận không? Các đệ tử tông môn chố mắt nhìn nhau, không ai lên đài nữa. Nói đến kiếm đảo, hiện chỉ có quy nhất tông và linh vân môn khiến người ta ngưỡng mộ. Trước mắt, ninh tiên tử của quy nhất tông đã đánh bại người của những tông môn khác, rất nhiều đệ tử dưới đài đều dồn mắt nhìn sang người đang ở cách võ đài tỉ thí không xa, thẩm ân. Trần diễn đạo quân lạnh lùng, xa cách trong lời đồn đang ở cạnh một thiếu nữ dung mạo xinh đẹp, tay trái cầm đĩa trái cây, phía trên là một chùm nho đen đầy đặn, ong ánh. Tay phải chàng bứt một quả nho mới, thấy thiếu nữ đã ăn xong quả trong miệng lại tự giác đốt thêm một quả. Bọn họ trông thấy thiếu nữ ngậm lấy quả nho lớn kia rồi cắn bể, nước bắn ra, dính cả vào ngón tay chân diễn đạo quân. Sau đó đạo quân thu tay về, mắt nhìn xuống đầu ngón tay đã ướt nước của mình, vẻ mặt khó đoán. Chắc là đạo quân chê bẩn, các đệ tử tông môn nhìn trộm nghĩ vậy. Tiếp sau đó, một màn chọc mù mắt họ đã xuất hiện. Chỉ thấy người nam nhân sáng trói hơn cả ánh trăng ấy giãn cơ mặt, đưa đầu ngón tay dính nước lên miệng liếm, mi hơi nhíu lại, những người gần đó còn có thể nghe được tiếng nói chuyện có chút ấm ức của chàng. Chua quá. Thiếu nữ bên cạnh nghiêng đầu xuống, nghi hoặc hỏi, vẫn tốt mà, đâu chua lắm đâu. Muột kép. Các đệ tử vây xem ngạc nhiên rớt cả cằm, không biết nhìn đi đâu mới phải, suýt chốt quên mất mình đến đây để xem tỉ thí. Huynh có cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn chúng ta lạ lắm hay không? Nguyễn Nguyễn lau khóe miệng mình, nghiêng người sang bên cạnh, nhỏ tiếng hỏi. Thẩm Ân đào mắt nhìn quanh một vòng, lắc đầu, không. Vậy được rồi, Nguyễn Nguyễn lại ngậm lấy một quả nho, thấy cuộc so tài trên đài sắp kết thúc, nàng chọc chọc cánh tay chàng, huynh không lên đài à? Nghe nói người thắng sau cùng sẽ được thưởng ba quả chu quả đó. Chu quả không giống linh quả bình thường, một quả có giá thị trường cao đến 5.000 linh thạch, có công dụng làm đẹp, dưỡng nhan, khai thông linh mạch, rất được các nữ tu yêu thích. Thiên huyền tông chọn quả này làm phần thường, không chỉ nghĩ cho nữ tu mà nếu nam tu nhận được thì càng khỏi phải nói, có thể chuyển tay bán đi, đạt được một số lượng linh thạch lớn. Thẩm Ân nhìn lên trên đài, nhíu mi hỏi, "Muội muốn?" Nghe nói ngon lắm, trong đôi mắt xinh đẹp của thiếu nữ dâng đầy khát vọng. Người nam nhân gật đầu, nhét đĩa trái cây trên tay mình vào ngực nàng, chen qua đám người bước về trước. Nguyễn Nguyễn ôm đĩa trái cây lành lạnh khẽ run lên, rồi lại bỏ một quả nho óng ánh vào miệng mình, định bước lên vài bước, đứng gần lại xem cho dễ. Xong bà vai nàng lại bị người phía sau nhấn xuống, quay đầu nhìn, đập vào mắt là một người nữ nhân mặc chiếc váy lụa mỏng màu đỏ. Nàng vẫn nhớ người nữ nhân xinh đẹp quyến rũ mê người này đã giúp Linh Vân Môn ra mặt ở Bắc Hải Kính, hơn nữa còn mạnh mẽ lên án hành động vô sỉ của Lục Xuyên. Tuy nhiên khi đó đi vội vàng quá nên Nguyễn Nguyễn chỉ biết nàng ấy là người của Hợp Hoan Tông, song không biết cụ thể tên gì. Nàng chớp chớp mắt thấy người nữ tử nọ nhìn nàng bằng đôi mắt xinh đẹp, cười giới thiệu, ta là Liên Giao, Nguyễn Tiên Tử còn nhớ ta không? Tất nhiên là nhớ, Liên Giao Tiên Tử có chuyện gì không? Nguyễn Nguyễn đưa quả nho đang cầm cho nàng ấy, nếm thử nho này không? Ngon lắm đấy, Liên Giao chẳng hề khách khí, vặt liền mấy quả, thực ra cũng không có gì, chỉ muốn đến chào hỏi thôi. Nguyễn Nguyễn ra vẻ đã hiểu, vốn định quay sang nhìn lên trên đài, nhưng ánh mắt nàng lại bị sắc xanh lộ ra trong ngực nàng ấy thu hút. Nàng hiếu kỳ hỏi, đây là gì vậy? Nương theo tầm mắt thiếu nữ, liên giao lấy đóa hoa đeo trên ngực ra, mỉm cười đầy ẩn ý, cái này à, là hoa hợp cần, mọc đầy trên đảo của hợp hoan tông bọn ta. Nếu ngươi thích thì cho ngươi đó. Đóa hoa nọ có bốn cánh, chỉ có một màu xanh lam, đến cả cành cũng là màu xanh. Nguyễn Nguyễn chưa từng trông thấy loài hoa lạ như vậy, nhất thời khá vui thích, vậy thì cảm ơn liên giao tiên tử nhiều nhé. Không có gì, mong Nguyễn tiên tử và chân diễn đạo quân thích món quà ta tặng. Liên giao nở nụ cười thần bí, vặt thêm mấy quả nho rồi đong đưa cái eo thon đi mất. Không phải là tặng nàng à, liên quan gì đến thẩm ân chứ? Nguyễn Nguyễn không hiểu, nhưng người đã đi xa rồi nên nghi vấn chẳng thể được giải đáp nữa nàng cũng chẳng nghĩ nhiều hơn làm gì. Nàng đặt đóa hoa màu xanh tỏa ra mùi hương kỳ lạ kia vào trong túi đựng đồ của mình, định nghiêm túc xem màn so tài của thẩm ân. Nàng còn chưa bước lên, bên cạnh đã tự động nhường đường. Người nam nhân áo quần thẳng thớm cầm trên tay ba trái màu đỏ bước đến trước mặt nàng nói, chu quả. Nhanh vậy đã so tài sao rồi à? Nguyễn Nguyễn ngơ ngác nhìn ra sau chàng, vừa khéo bắt gặp ánh mắt oán giận của Ninh Giào. Khóe môi nàng ta dính chút máu, có vẻ như vừa bị thương rất nặng. Nguyễn Nguyễn chỉ nhìn nàng ta một giây rồi thôi, trông thấy người nam nhân cầm chu quả đang không vui, nàng hiểu ý, mỉm cười tán dương, đại sư Huynh, Huynh giỏi ghê. Người nam nhân được khen ngợi cong môi cười, mắt cũng dịu đi nhiều. Các đệ tử tông môn vây xem nhìn theo bóng hai người càng đi càng xa, cuối cùng cũng dám lên tiếng chẳng nể năng gì nữa. Chân Diễn Đạo Quân quả không hổ là người ưu tú trong lớp trẻ đồng trang lứa, chỉ dùng một kiếm đã hạ được Ninh Tiên tử. Lưỡi kiếm sắc nhọn cách xa vậy rồi mà ta còn thấy run. Còn không phải sao? Thế mà còn có tin đồn Chân Diễn Đạo Quân có ý với Ninh Tiên tử, ta thực sự á khẩu luôn rồi. Kẻ truyền tin này đi phần nhiều đều chẳng đáng tin mà. Chân Diễn Đạo Quân người ta tình cảm với tiểu sư muội của mình thế kia mà, đám ăn dưa chúng ta giải tán thôi lia, à, ta còn xem là thật nữa chứ. Một kép, Ninh Giảo nghe không sót một chữ nào những lời ấy. Nàng ta cắn răng, đẩy sư đệ đang đỡ mình ra, quay người bực bội rời khỏi. Nguyễn Nguyễn có được chu quả cũng không muốn ăn mảnh, nhưng chỉ có ba quả mà các sư huynh đệ đi chung nhiều như vậy, dù mỗi người cắn một miếng cũng chẳng đủ chia. Vậy là nàng tự giữ lại một quả, cho thẩm ân một quả, còn dư một quả để tặng cho thủy kính chân nhân. Ông già ấy vất vả suốt ngày, nếp nhăn trên trán cũng sắp lộ ra rồi, trông già hơn cả vô vọng cùng tuổi nữa. Phải chú ý giữ sức khỏe từ sớm, nghỉ ngơi điều độ. Nguyễn Nguyễn chia xong quả, vui vẻ nằm ra giường thưởng thức chu quả. Trong lúc đó, nàng còn lấy hoa hợp cần ra, tìm một chiếc bình xứ đẹp đổ nước, cắm hoa vào trong, đặt lên chiếc bàn kê giữa phòng. Đệ tử Linh Môn Vân suốt cả ngày chẳng thấy Nguyễn Nguyễn bước ra nên lòng sinh nghi đến tận khi đại sư huynh đẩy cửa bước vào, họ mới yên tâm. Mà thẩm ân vừa vào phòng đã thấy sai sai, trong phòng không chỉ ngập tràn mùi hương kỳ lạ mà chàng còn thấy thiếu nữ trên giường đã cởi nửa xiêm áo, gò má đỏ ưng. Ừ. Thiếu nữ thấy có người đi vào, chống nửa người dậy nhìn ra ngoài, đôi mắt long lanh nước, giọng nói ngọt ngào, ra vẻ đáng thương, đại sư huynh, nóng quá. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn